Tùng đến từ kênh 23 sáng tạo. Yeah. Ok, tôi lại là tôi đây, những anh em của chúng ta sẽ là có một tình huống đánh khá đau đến với các thành viên của bên phía team CG ở đây. CG đang cố dí vào thành viên Giant, LC lên bảng điểm số rồi. Chưa gì vừa vào đã có những tình huống rất là đẫm máu đến từ cả hai bên. Chờ một chút để tôi chỉnh các thứ đã. Xem cam của Rust Studio này, phải cam của Nga không nhỉ? Nghe được như kiểu đánh nhau ấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa hai team HappyFeet và team ClutchGamers trong vở của giải đấu UCC. Ôi, các ông nghe thấy à? Thì tôi xin lỗi anh em. Xin lỗi những người anh em của chúng tôi. Đùa một chút thôi mà. Ở đây thì có những cái tình huống mà Fly Solo đang còn khá thấp máu. Có tình huống di chuyển ra đến từ Bombard, Zai cũng như là Juice. Những cái Juice hình như trước là có đánh cho bên phía Mineski. Thì phải có stun đầu của Jacko. Có cả Jessibat cũng là một đồng đội cũ của anh ở Mineski cũng có mặt ở đây để có hỗ trợ một cái tình huống bắt vào các thành viên bên phía team CG. Nhưng mà có vẻ như là vẫn còn muốn có được cái mạng của Jacko rất nhiều. Có một tình huống dồn đàm cũng như là một tình huống thả mưa giáo vào đầu của thanh niên Lycan, cùng với đó là SK cũng lên bảng điểm số. Bác bom bác có một tình huống bị dồn đàm đến từ Zesivat và anh sẽ phải lên bảng điểm số mà thôi. Sorry, chưa lấy được nhịp lắm rồi. Ok, khu vực land mid thì đó là Ben Hu cầm cho mình trong tay, đó là con Puck sẽ đối đầu lại với cả TA của bên phía team CG. Dưới khu vực land bot này thì đó sẽ là Rappi, và ở đây có mình muốn bay đi di chuyển đến từ Night Stalker và sẽ là an toàn trở về thôi. Chưa có quá nhiều tình huống có thể bắt được vào một tình huống sử dụng ulti đến Bad Rider. Bây giờ sẽ là dí vào đầu của Jejo, có TP ngay lập tức rồi. Sai là di chuyển được về với những con stun của Jude để cứu sống. Bây giờ thì là Dreamcoin hai người đến từ Park của Benu và kết liễu cái mạng của Bad Rider. Bác bom chưa thể di chuyển về, anh đang bị thiêu đốt trong người. Và bây giờ thì là sẽ cố gắng di chuyển đi quay lại và tát vào mặt của Jude, một tình huống mà chỉ là giải tỏa tâm lý mà thôi. Stun đến từ SK đẩy off lên đến Benhu và người có mạng là Park trong tình huống vừa rồi. Xử lý là hay, backup là tốt đến các thành viên của bên phía team HappyFeet. Những cái bàn chân vui vẻ đối đầu lại với cả team CK này. ClutchGamers à, ClutchGamers thì chúng ta dịch là gì? Anh em có một cái ý tưởng nho nhỏ nào về cái tên ClutchGamers không? Tôi cũng chưa nghĩ ra. Tạm thời sẽ là một đội team bàn chân vui vẻ, những bàn chân vui vẻ. Và đội team CK, CG có một tình huống mà Zai anh bị phát hiện khi mà ông Watt định sử dụng skill để KS creep của TA, nhưng mà chỉ ăn được hai con thì phải, không phải là quá nhiều. Không phải là quá nhiều, vẫn là ok, vẫn là có một tình huống ăn stack khá là lớn đến từ TA. Bây giờ TA đang dẫn đầu về lượng network, có vẻ như TA farm cũng khá là ổn, cùng với đó là ăn được cho mình một cái bãi stack lớn nữa. Thì bây giờ ngay lập tức là anh đã có cho mình được một cái khoảng cách cũng khá khá với vị trí thứ hai là Lycan, người đồng đội của anh. Và quan trọng hơn thì là đang bỏ cũng một cái khoảng khá xa so với cả thanh niên Cho Wallop của bên phía team HappyFeet. Những bàn chân vui vẻ. Cái con TA này thì thực ra nó sẽ là một cái con hero Dimit mà gần như là sẽ không sợ thọt cho lắm, khi mà rất dễ dàng để có thể ăn được những cái bãi stack, nhất là cả bãi stack Anson nữa, từ những cái thời điểm nó khá là sớm và sẽ giúp cho TA có cho mình được những cái khoảng cách về network cũng như là chênh về lượng item với đối phương là khá là tốt. Đó cũng là một trong những cái lý do mà khiến cho con TA này nó trở nên xanh cũng khá là sớm. Nhưng mà một tình huống bắt quái đến từ những bàn chân vui vẻ
TA đã phải quỳ xuống ở đây không? Đó là tình huống sao Shama TA vẫn còn mới tình huống tàng hình và di chuyển của mình. Bây giờ thì Jai là người bị bắt vào Rappi. Có chữ giáp, có cả một tình huống choi đến từ thanh niên Bad Rider. Và như vậy Rappi đã có được cái mạng của thanh niên đó là mạng của LC. Và đây thì Ben Hu đang TP di chuyển về. Và như vậy là di chuyển thành công rồi. Bỗng dưng mà tôi lại quên mất cái ulti của con Bad Rider nó là cái gì. Thế cảm giác kiểu cả chiều chơi game rồi bây giờ đầu óc nó hơi bị lú lẫn một chút, mong anh em thông cảm. Là một tình huống ăn strike và tiếp tục chén cái bữa ăn của mình thôi. Có mình được những cái lượng stack khá lớn. Các support của bên phía Team GG đang làm rất tốt và giúp cho TA của anh em Amel này có cho mình được lượng network rất ổn ở thời điểm hiện tại. Đùa anh em cứ đại nghiến tôi là nào. Thế chẳng lẽ bây giờ dùng từ nó hơi nhầm một chút thôi. Thực ra là ý tôi đang định bảo là những người anh em của 23 Creative rất muốn nghe cái bài hát này, cho nên là tôi phải bật lên để cho anh em được thỏa mãn. Đại loại là thì nói là như thế. Nhưng mà bây giờ nói chuyện thì chẳng lẽ cứ nó lại cứ kiểu ngoan ngoãn quá thì nó lại không hay lắm. Ở đây có một tình huống sử dụng ti đến từ LC và có cả Zero nhưng không có đủ lượng đam để dồn chết được Lycan trong cái ulti của Jai. Không có đam nhưng mà dẫu sao thì cái mạng của Lycan vẫn sẽ phải nằm xuống thôi. Cày quá nhờ anh em đai nghiến. Thôi rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung vào trận đấu. Và sau game đấu này thì tôi sẽ có một cái màn gọi là chữa cháy, một cái màn gọi là gì nhỉ, tạ lỗi với anh em. Ok, bây giờ thì quay trở lại với trận đấu. TA chúng ta đang dẫn đầu và ở khu vực land mid vì không cam ra cho nên là tôi cũng không biết được. TA không làm gì được cả và LC là người vừa có mạng của Night Stalker. TA đang cố di chuyển về, gà đưa cho anh một cái gì đó và hình như là cái giày thì phải có một tình huống điều lại. Đã là dồn đam và sẽ là có đam dành cho Jai trong tình huống này rồi. Một cái lượng đam đến từ ba người của những bàn chân vui vẻ thì chắc chắn là nó sẽ đủ. Có runet trong người của Bác Bom. Bác Bom thành viên của 2NE1 bây giờ sẽ là dồn đó ai này thì không có khả năng để có thể dồn chết được LC tình huống vừa rồi khi mà có đến 3 thành viên của bên phía team HappyFeet có mặt ở khu lane mid này. Hơi khó. Ok, 11-3, chênh lệch là rất nhiều và lượng và ý tôi đang nói đây là kèo 10 kill nó đã nghiêng bên phía của team HappyFeet rồi. Chúc mừng những anh em nào mà có tham gia những cái chương trình xổ số điện toán nho nhỏ của các cái trang web thì chúng ta có một chút quà nho nhỏ để mang về. Ra tôi đôi khi là tôi có thi thoảng nghịch bét một chút nhưng mà tôi không hợp với cái trò chơi này cho lắm. Hình như là Flaming Lasso vào creep thì phải. Hình như là không rồi. Xin lỗi nhầm. Hơi quê một chút trong tình huống vừa rồi là 3-1 thì không chột thì cũng quỳ đến nơi thanh niên Sand King của các thành viên bên phía HappyFeet mà thôi. Cứ tưởng là sẽ có một tình huống Flame Gasso đến từ Rappi vào một cái chú creep nào đó nhưng mà hình như là không phải. Rất là sorry. 10 kill nghiêng về bên phía của HappyFeet và các thành viên của HappyFeet họ vẫn đang là những người chủ động hơn ở trong cái game đấu này. Với một con TA cũng đang khá xanh thì có lẽ là GG họ cũng không phải quá lo lắng trong những cái thời điểm sắp tới khi mà với một con TA nó ổn định như thế này thì cái lượng mà kéo combat để tạo khoảng trống cho thanh niên Lycan có thể farm có lẽ sẽ là ổn thôi. Có một tình huống LC lên bản điểm số quay cam là Sida rồi thì không cho quay cam, không xem cam nữa, dỗi rồi. UCC caster 2 nhá. Nghe cũng có vẻ chuyên nghiệp rút lên bảng với những cái tình huống mà xiên trả liên tục đến Amel. Ông này quay cam còn kém hơn cả ông kia thì. Alo boy. Ok. Nghe tên thì hơi lởm nhưng có vẻ gọi là người quay tốt nhất ở đây, tạm thời đang là như vậy. Có lẽ chúng ta sẽ tạm thời xem cam của Alo Boy vậy. Không biết đâu là ông nào nhưng mà cứ xem thôi. Park của Ben Hu có cho mình được cái lượng network đang đứng thứ tư. Tất nhiên là nó cũng không phải là một cái lượng network quá tốt nhưng cũng không phải là quá tệ với một cái con Park Limit. Và đối đầu với một TA cũng khá là khó chịu kìa.
Có lẽ những các thành viên của bên phía team HappyFeet họ hơi tập trung nhiều vào những cái tình huống roam gank ở thời điểm đầu game và hơi sao nhãng một chút trong cái những cái đường farm của mình thì phải. Thực ra là tự quay cam thì cũng ok thôi, nhưng mà sợ là anh em xem nó không quen. Tại vì tôi cũng thường là tự quay cam và tự cut luôn. Nhưng mà thôi, có lẽ là chúng ta cứ xem một tí nữa đi, nếu mà không ổn thì tôi sẽ tự quay cam, em yên tâm. Ok, có vẻ như là ổn rồi. Sẽ là quay trở lại với game đấu thôi. LC level 10 rồi. Có vẻ như là cũng khá xanh. Chúng ta check qua một chút về lượng item của cả hai team đi nào. Ở đây thì thanh niên Park team mid của bên phía team những bàn chân vui vẻ để có cho mình một cái veil, một giấy thường thôi và một cái bình. Bình uống nước lavi, nước tinh khiết nhẹ nhàng. Jejo thì có cho mình đó là giày phây cũng như là mặt nạ điên, có vẻ như là hướng tới cho mình một cái Yasa và không phải là có vẻ là một con gà nó sẽ mang ra bây giờ rồi. Jude có cho mình giày máu và một cái gì nhỉ? Út thề đùa, cảm giác kiểu đầu óc dã man quá. Bình này gọi là bình gì nhỉ? Bình gì mà kiểu hồi máu cho team mình và trừ máu team bạn ấy nhỉ? Thì cái nhà quê caster Dota 2 không biết item tên là gì, nhà quê dã man. Gia đang có mình giày phây, có bling dành cho thanh niên Benhu rồi. Earn of Shadow, chắc chắn là Earn of Shadow luôn. Ok, chỉ nhớ đã quay trở lại. Amel có cho mình được một bling và một giày cheat, cùng với đó là Rugby thì cũng có cho mình bling rồi. Một cái con Bad Rider có bling ở phút thứ 16 cũng như là có cho mình giày máu khá là ổn. Black Bomb thì sắp 4 có cho mình được một cái Earn of Shadow, cùng với đó là một giày phây. Jacko có cho mình một cái gì cheat và một tay am. Hơi nghèo. Không sao. Vẫn là ok. Hơi nghèo đừng nhìn network. Vẫn là ổn rồi. Hay bạn. Có cho mình đến hai cái trụ rồi. Thì có vẻ team CG họ đang tập trung vũ trụ khá là nhiều. Quyết định là ủi thẳng một đường lên top và lên mid thì chưa lấy một cái trụ nào cả. Ở đây có một tình huống bling lên và phát hiện được ra LC có ulti đến từ Oracle và giải được hiệu ulti đến Barrier, stun được hai người đến từ thanh niên Sand King đang đấm là khá đau ulti duo, nhưng thanh niên LC lên bản điểm số rồi. Jude đang đứng giữa vòng vây địch và anh sẽ phải nằm xuống. Double kill dành cho Jacko, cùng với đó là Amel cũng có cho mình cái mạng của Joe Warlock. Bây giờ thì sẽ là một cái trụ bên phía team những bản chất vui vẻ phải bị vỡ ở đây. Có một tình huống duo nhưng sẽ là tặng đàm cho đối phương. Hình như là Lycan không phải. Duo ai? TA? Không phải luôn. Bad Rider không phải. Duo what the hell man? What the hell man? Hình như là tình huống vừa rồi thì không có tặng đàm cho ai cả. Hết hiệu ứng đi. Nhưng mà tôi nhớ là duo khá là sớm mà nhỉ. Có vẻ như hiệu ứng duo rồi thì thanh niên LC lên bảng điểm số. Rồi, một tình huống mà Fly solo, anh đang bị solo nhưng không chết. Vẫn sẽ là di chuyển về được thôi. Cái con TA đang xanh quá thật. TA mà xanh như thế này thì khả năng xiên chết người của TA nó sẽ là rất kinh khủng. Các thành viên của bên phía team CG họ đang dẫn đến khoảng hơn 5.000 network rồi. TA đã có cho mình bling và để xô cực kỳ là thốn khi mà có cả cái lượng đam vật lý rất là lớn đến từ con Lycan nữa. Tất nhiên là HappyFeet thì họ cũng có như mình đó là Cho'Glot với khả năng tốc đánh cũng khá là tốt, cùng với đó là LC khả năng giữ chân một thành viên, nhưng CG họ cũng có cho mình điều đó. Bad Rider với cái Flaming Lasso của mình có khả năng khóa người, cùng với đó là kéo về phía của đồng đội để hấp. Những cái tình huống hấp chiên xào nhẹ nhàng tình cảm mà thôi, nhanh chóng tiễn một thành viên của bên phía team đối phương lên bảng điểm số. Và cái combat nó sẽ dễ dàng trở thành cái combat 4v5 easy cho bên phía của CG. Nhất là trong những cái tình huống mà combat gần đây thì CG họ đang là những người đánh tốt hơn, cùng với đó là có cái sự chủ động nó lớn hơn rất là nhiều hơn so với bên phía của team HappyFeet.
sẽ là stick với nhau và đẩy trụ đến từ những bàn chân vui vẻ. Bên phía OCG thì họ cũng đang quyết định đẩy ở dưới cái khu lane bot kia. Có lẽ sẽ là một cái tình huống trao đổi trụ nhẹ nhàng tình cảm. Không muốn cái điều gì nó quá là bất ngờ ở đây cả. Hai team đẩy trụ và di chuyển về thôi. Có lẽ là trong cái thời điểm tới sau khi có được cho mình một cái trụ ở dưới khu lane bot này thì các thành viên của bên phía team CG họ có thể nghĩ đến việc Alosan. Nhưng mà cái trụ nó cũng đang bị gây một cái áp lực khá là lớn ở dưới khu lane bot này. Cùng với đó là những tình huống di chuyển rất hay đến từ CG. Ném bom xăng ra Blink đi đến SK và bắt được một người khác, đó là Ben Hu. Bỏ lạc khi mà rõ ràng một tình huống vừa rồi thì nếu mà để Sen King là người phải nằm xuống thì nó sẽ hay hơn rất nhiều. Và bây giờ thì chắc chắn sẽ là con Roshan sau khi mà CG họ đã có được thêm cả một cái mạng đi mid của bên phía team HappyFeet nữa. Không có cái cớ gì để CG họ từ chối con Roshan ở thời điểm thích hợp như thế này. Như vậy TA sẽ là người cầm cho mình khi này Yes of Immortal đến từ Amel. Và bây giờ thì các thành viên của bên phía team CG hoàn toàn có thể đẩy cao trụ top lên, sau đó là stick với nhau, put thẳng vào khu lane mid, có cho mình một cái chiến thắng đơn giản. Với một cái kịch bản nó có vẻ easy như vậy, nhưng mà cuộc đời thì có lẽ là nó cũng không dễ dàng như vậy đâu. Nó không màu hồng như vậy đâu. HappyFeet họ vẫn có khả năng đép rất là tốt cùng với đó. Đùa ông ấy. Ui ông ấy bị Alzheimer rồi. Thế quả làm quả nữa là dỗi không xem nữa luôn đấy. Thanh niên kiểu bị Alzheimer thỉnh thoảng tay hơi bị run run. Đấy đấy, đùa. Dỗi không xem luôn. Bây giờ tôi tự quay cam được chưa? Thế thì các anh em phải để cho tôi ra chỉnh lại cái hiệu ứng của cam. Đâu rồi nhỉ? Smooth cam đâu nhỉ? Cái smooth thì cam đâu rồi? Chưa chỉnh được smooth cam cho lắm, nhưng mà thôi chúng ta xem tạm một tình huống có bát rất lớn đây. Có một tình huống duo mọi người, ta mất cho mình khê nhất nhưng có dán đặt xuống Epic Center nổ ra là quá đau. Các thành viên của bên team HappyFeet họ đang chắc chắn là sẽ có cho mình tình huống combat này. Rắn giữ được giữa thanh niên TA thì còn gì để nói nữa đây. Triple kill dành cho Jejo, cùng với đó là Juice cũng có cho mình được một tình huống double kill. Lẩu rắn đã được ăn xong đến HappyFeet và bây giờ thì họ sẽ di chuyển lên, put thẳng vào phía khu vực lane mid của bên phía team CG. May là không ngu ngu ngồi chỉnh cam, không lại bị ăn chửi thế. Đánh nhau thích hợp lắm man. Hold the hero to follow à. Cái smooth cam tôi nhớ là để ở đâu. Scam cam speed thì sẽ phải chỉnh xuống một chút này. Chưa tìm được cái smoothie cam. Anh em có nhớ cái smoothie cam ở đâu không? Tại vì xem cat thì sẽ phải bật cái smoothie cam lên, nhìn cho nó mượt mà. Xem cam mình kiểu mà nó giật cục như này thì chỉ hợp để chơi game thôi. Ấy smooth cam được rồi mình này. Smooth cam bật rồi mà. Ok. Có vẻ như là nó cũng mượt hơn một chút. Ok không sao cả. Rồi có lẽ là bây giờ thì tôi sẽ tự quay cam luôn. Tự quay cam của nó là vừa tự quay cam vừa cát, đấy là nó cũng sẽ hơi khó một chút, lâu lắm rồi tôi mới làm được công việc này. Nhưng mà chắc chắn là sẽ cố gắng hết sức để anh em có cho mình một cái trận đấu hay nhất có thể. Có một run DD cùng với đó là một tình huống smoke 5 người đến từ SCG. Sẽ là phát hiện ra được thành viên Sen King nhưng đang dí rất mạnh đến từ CG. Có vật chống lên không kịp, một tình huống bắt trộm chó đến từ thành viên Rappy. Và sẽ là từ từ lùi về. CG họ rất muốn end game đấu này rồi thì phải. Đang cực kỳ cục xúc rồi, có cắm rắn ra. Như vậy là một tình huống rắn rất bóp đến từ thanh niên Shaman. Wow! Bắt được vào Ben Hu hay không? Stun ra Epic Center, có hết được vào đầu của Jun. Ở đây Ame đang chém vào đầu của Jezo, Jezo lên bảng đếm số rồi. Ở đây thì có một tình huống smoke ra nhưng mà
Thanh niên Jezo lên bảng, cùng với đó là Amel cũng quỳ xuống. Bác bom, bác bom sẽ bị chết với một tình huống dồn từ 4 người của những bàn chân vui vẻ. Lại một cái mạng nữa của các thành viên bên phía Team CG lên bảng đếm số. Fly Solo là người duy nhất di chuyển được về sau cái tình huống combat vừa rồi. Trong khi đó thì Rappy hình như là di chuyển có lẽ là nhanh hơn thanh niên Jezo thì phải. À, Fly Solo thì phải. Những người đồng đội của mình chưa nằm xuống nhưng anh đã di chuyển đi rồi. Tiếp tục là gì đến Ben Hu nhưng Blink hình như là bỏ thì phải, không phải là đoán tình huống đấy mà hình như là bỏ. Không muốn bắt vào cái mạng của thằng Shadow Shaman. 19-12. LC của chúng ta đã có giáp phản, có Blink và có giày phây. Một cái lượng item nó chưa phải là quá nhiều nhưng mà là ổn được thời điểm hiện tại. Trong khi đó thì các co của bên phía Team HappyFeet như là Park thì anh đã có cho mình được thêm cái dây bay nữa rồi. Lượng item sẽ được tôi cập nhật liên tục để chúng ta sẽ, vì cái item nó lên rất là quan trọng trong những cái game đấu mà nó có tiết tấu nhanh như này. Chỉ cần hơn nhau một cái item thôi là nó khác ngay một tình huống. Blink là ai đến rồi chút. Blink vào đến Rappy và sau đó là Jude cũng có một tình huống Blink di chuyển đi ngay. Tay nhanh bằng não chứ không biết là hơn não hay không nhưng mà chắc là tôi nghĩ là bằng não. Xử lý là tốt đến từ thanh niên Senking. Đang có một tình huống di chuyển vào đến từ Ben Hu. Đẩy off ra rồi. Các thành viên của bên phía Team CG có lẽ sẽ di chuyển về. Đang có cái ping có vẻ như nghĩ là mắt stun được vào bác bom, cùng với đó là Duo di chuyển lên một tình huống flaming lasso bắt đầu của thanh niên Zetro. Lấp PA lên không có lượng đàm đến từ CG. Hóa chó thần trưởng đến từ Jacob. Ở đằng sau thì Epic Center ra nhưng chỉ trúng vào Rappy mà thôi. Jesse Vat đang dồn khá nhiều. Jacob sẽ phải di chuyển về rồi, ở đây đang chói Zezo. Zezo sẽ phải quỳ xuống. Blink lên đến từ TA, bật giáp phản đến từ Ja nhưng mà Ja cũng đã phải nằm xuống rồi. Triple kill dành cho Fly Solo. Jacko còn khá thấp máu nhưng sẽ có một cái strike. Và sau đó thì CG họ sẽ di chuyển lên và push trụ. Người duy nhất sống sót sau cái pha combat vừa rồi thì đó là Jude. Khi mà anh ở phía sau và phía sau một cô gái. Sau đó là một cái tình huống Epic Center ra nhưng mà không dính quá nhiều người. Chỉ dính mỗi Bad Rider mà thôi. Và cái giá phải trả khi mà một cái skill nó được dùng không chính xác, đó là một cái tình huống combat thất bại. 4 thành viên của bên phía Team HappyFeet lên bảng số. CG sau một tình huống combat dev khá là tốt thì bây giờ họ có thể sẽ chờ đợi một tình huống Roshan cho chắc kèo. Hoặc là bây giờ sẽ đi bắt lẻ, họ sẽ tập trung vào những cái tình huống bắt lẻ nhiều hơn. Bác bom đang di chuyển về phía của Jude. Jude đang không biết một điều gì cả. Blink vào thanh niên Bad Rider và Bad Rider cũng Blink đến anh. Hai người tìm đến nhau, chó được hóa lên. Một tình huống phủ cát, stun vào đầu Rappy, BKB đến từ Jacko. Rồi thì How To chạy bạn ơi, sẽ là di chuyển vào Dreamcoin vào đầu của Bác bom. Có strike mở lên nhưng thanh niên SK vẫn phải lên bảng điểm số. Jessivan đang book ulti vào người của mình, cố gắng di chuyển lên. Có mình của Zezo đang di chuyển ra đây nhưng không bắt được vào ai cả. Rappy đang bị dí nhưng anh đã trốn được vào trong rừng. Trong khi đó thì thanh niên Jesse Vat đã phải nằm xuống với những tình huống dồn đàn rất đau đến bác bon tìm thấy rồi. Zezo ơi, nhưng anh lại không thể làm được gì khi mà TP là nhanh tay đến từ thanh niên Lycan. Những cái tình huống backup có vẻ như là chưa thực sự là kịp thời đến từ HappyFeet. Và CG thì họ cũng chưa thể đẩy được trụ. Trận đấu nó vẫn đang khá là căng kèo ở cái thời điểm phút thứ 28 này. Lượng network chênh lệch đang nghiêng về bên phía của CG khoảng hơn 5.000, gần 6.000. Lượng XP thì nó cũng là khoảng gần 4.000. Lượng chênh lệch nó cũng khá là ổn ở cái thời điểm hiện tại. Cả hai team có lẽ họ sẽ chờ đợi nhiều vào những cái tình huống Roshan tiếp theo. Và nếu như ai ăn được Roshan ở những cái tình huống tới thì cái khả năng mà họ có thể đẩy được vào high ground là cũng là khá lớn, nhất là bên phía của Team CG. Khi mà họ có cho mình Fly Solo với Shadow Shaman. Với những cái tình huống thả cọc rắn ra đẩy trụ rất nhanh. TA cũng như Lycan có mình lượng đạp khá ổn, Lycan không lên cho mình sách.
anh lên cho mình một cái BKB cũng như là hút máu. Có lẽ là con Lycan là con Lycan đường chiến chứ không phải là mấy con Lycan chơi theo cái kiểu là hơi bị không được quang minh chính đại cho lắm. Cá nhân tôi thì tôi thấy như vậy. Black Smoke và biết là một ai đó của bên phía HappyFeet đang có mặt ở đây và bay lên nhìn thấy Benu chưa Silent nhưng có Flaming Castle ulti của Jessibat cứu được bạn của Park hay không. Rắn la hay đến từ Fly Solo nhưng vẫn di chuyển được về đến từ Zetro rồi. Ở đây thì Park đang ngạc nhiên vẫn là Blink về được mở Shrine đến các thành viên của bên phía HappyFeet. Và bây giờ CG họ sẽ di chuyển về rắn à không nhầm ý tôi là Roshan chưa ra. Roshan nó cũng sắp ra rồi. Và may mắn cho các thành viên của bên phía HappyFeet trong cái tình huống vừa rồi, nếu như họ mất đi một ai đó thì có lẽ là một con Roshan nó sẽ khá đơn giản dành cho bên phía OCG. Nếu như thành viên đó không buyback, đến HappyFeet. Mà rất may mắn là Park của Benhu trong tình huống vừa rồi thì vẫn di chuyển được về thành công. Với sau những cái sự nỗ lực rất lớn của các đồng đội, người đồng đội của anh để hỗ trợ cho Park trong tình huống vừa rồi. Vẫn đang là những cái tình huống rình rập thôi. Con Roshan này nó sẽ mang một cái ý nghĩa rất lớn. Và như vậy thì Roshan đã có một tiếng scan đến từ bên phía của CG. Nhưng mà có vẻ như là hơi... À không, scan đến từ HappyFeet. Rất cẩn thận. Họ nghĩ rằng là có một tình huống bắt vòng sau đến từ các thành viên của CG. Nhưng mà không phải. Hack não với một thằng không có não thì nó là một cái sự gọi là hơi bị nhầm. Hơi bị lỗi. CG bây giờ thì họ mới biết rằng là HappyFeet đang ăn Roshan. Và di chuyển ra bây giờ thì liệu có là hơi muộn hay không. Đang có mình Silent và tiếp tục là Flaming Castle nhưng có tình huống giải tới từ ulti của thanh niên Zezo là khá ai. Park lên bảng đếm số bài bách ra. Bây giờ sẽ là một tình huống thả giáo xuống đến từ LC. Di chuyển về đến Rappi là ổn rồi. Roshan vẫn còn nửa bình máu, sẽ là di chuyển vào đến các thành viên của bên phía team HappyFeet. Có một tình huống bay lên và nhìn thấy rồi, tiếp tục Silent và Jezo. LC cũng đang có mặt đây, rắn được thả ra, hack vào đầu của LC. Có một tình huống Dream coi chúng đây, cùng với đó là Epic Center. LC lên bảng đếm số nhưng có hai người của bên phía team CG cũng đã nằm rồi. Bắt vào ai đây? TA đang tàng hình, không thấy được. Zonda và Jesse bắt lên bảng đếm số rồi. Blink tiếp tục dí vào đầu Jezo. Jezo quyết định quay lại và sống chết với TA. Nhưng anh đã phải chết rồi chứ anh không thể sống được. Park có một tình huống di chuyển ra để spam mà thôi. Jut vẫn đang ở đây và phủ cát nhưng như vậy thì là hơi bố láo rồi. Jut ơi, anh sẽ phải nằm là điều chắc chắn thôi. Blink di chuyển đi, Roshan sẽ được ăn và có vẻ như CG họ không muốn bắt vào mạng của Jut. Tất nhiên là như vậy khi mà họ đang có một cái mục tiêu lớn hơn, đó là con Roshan. Họ cũng đã có cho mình cái khiên Aegis trên người của Jekko rồi. Hai mươi hai đều, lượng mạng bây giờ đang rất cần đến từ cả hai team. Nó cũng phần nào thể hiện được trình độ của cả hai bên, tôi nghĩ là như vậy. Qua cái trận đấu hiện tại bây giờ thì họ đang thể hiện thì tôi cảm giác là hai team họ có một cái trình độ nó cũng khá là ngang ngửa. Một trận đấu nó không quá over, không quá over cho một bên nào cả. Warlock của chúng ta có gì rồi nào? Sẽ là lên thẳng cho mình một cái ai thôi, Icecady. Giày phây, mặt nạ điên, cùng với đó là kiếm chéo và một cái Icecady. Thêm cái Icecady cho con Troll Warlock này thì con Troll nó sẽ khá là trâu. Cùng với đó là có cho mình được lượng đam cũng rất ổn. Cái điều quan trọng là những cái tình huống duo đến từ LC có vẻ như là anh vẫn chưa thực sự nhắm được vào đúng người. Tôi nghĩ là LC nên chuyển hướng sang duo vào những support như kiểu là Shadow Shaman. Và HappyFeet họ cần là những người chủ động hơn trong những tình huống combat sắp tới. Khi mà cứ để cho con Shadow Shaman này nó thả được rắn ra thì sẽ là hơi khó chịu một chút. Nếu như họ chủ động hơn trong những cái tình huống combat và bắt thẳng vào Shadow Shaman thì các thành viên của bên phía team CG họ sẽ gặp khó khăn hơn rất là nhiều. Lycan đang hướng tới cho mình, đó là một cái, rồi không phải hướng tới nữa rồi, Crimson Guard.
À nhờ Asukurat, sorry anh em, Asukurat. Thế hôm nay đúng là kiểu bị đờ rồi. Có một tình huống flame lasso nhưng vẫn là ulti đến Jessivat. Và liệu được Jessivat có phải bỏ mạng lại không? Có hack bắt đầu của LC ở đây. Jessivat cũng đang bị gì? Jessivat đang đấm khá đau. TA đã có được cho mình cái mạng của Jai. Và Jessivat thì TP về thành công khi mà chỉ có một mình bomb park ở đây thôi, chứ không phải là bác bom. Gọi bác bom cho nó thuận mồm đi. Chỉ có UI ở đây phải nằm xuống, LC lên bảng đếm số. Như vậy thì cũng là quá đủ để cho các thành viên của HappyFeet. Họ khá đơn giản di chuyển vào ăn trụ, nhưng có tình huống Epic Center vào một ông Jacob đang có Aegis trên người thì nó là hơi phí phạm. Theo tôi nghĩ thì là như vậy. TA di chuyển lên nhưng anh đang bị trói tay, có stun 2 người đến từ Jut. Tiếp tục là những tình huống Green Coin 3 nhưng nó không có quá nhiều ý nghĩa. Các thành viên ở CG họ vẫn đang khá thoải mái ở trong khu vực nhà của bên phía team HappyFeet. Thì làm sao mà HappyFeet họ có thể chiến thắng đây? Trông có vẻ như sẽ là GG rồi. Hack vào đầu của Benhu giữ lại một tình huống dồn đau khá đau đến từ TA. Trụ thì cứ thế nằm và cùng với đó thì các thành viên của bên phía team HappyFeet cũng cứ thế mà lên bảng điểm số mà thôi. Vỡ ba nhà, vỡ ba lane thì how to. Có lẽ là nên GG. Tất nhiên là chơi Dota thì không bao giờ được nghĩ đến cái việc mà từ bỏ quá sớm, nhưng mà đôi lúc chúng ta cũng nên từ bỏ. Fly solo bị deal rồi, nghe lời tôi là đúng đấy Dài ơi. Và anh đã có cho mình đam nhưng anh cũng sẽ phải lên bảng điểm số. Jut tiếp tục phủ cát và đứng chờ, nhưng ở đây thì TA có TA chờ bạn ơi. Berlin về hay không nào? Tiếp tục là dí vào, bị silent đến từ thành niên Night Stalker. Tiếp tục Berlin lên, stun vào đầu của Park Bom. Jut đang dồn khá đau và đó là double kill dành cho Amel. Một tình huống mà không hiểu tại sao Sen King lại có thể cục xúc như vậy. Có vẻ như là hơi có một chút tư thủ cá nhân nhiều ở đây rồi. Mà sẽ là một game đấu chiến thắng đầu tiên dành cho bên phía của CG. Một trận đấu cũng không phải là quá khó khăn, 35 phút. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi để đến với game đấu thứ 2.